Trận cầu đáng chú ý nhất vòng 27 ngoại Anh chính là trận derby thành Manchester giữa Manchester City và Manchester United. Với phong độ hủy diệt của mình ở thời gian qua lại được thi đấu trên sân nhà, liệu Man City có thể tận dụng thành công lợi thế của mình để tiếp tục kéo dài mạch trận toàn thắng ở thời gian qua? Man City không chỉ đang hướng tới chức vô địch ở mùa giải năm nay mà còn muốn lập kỷ lục về số trận toàn thắng dài nhất thế giới. Trong khi đó, Man United cũng đang rất cố gắng để có thể thu hẹp khoảng cách với chính đối thủ trong cuộc đua vô địch. Sau đây, hãy cùng chúng tôi đến với bài phân tích soi kèo trận đấu giữa Manchester City gặp Manchester United tại vòng 27 Ngoại hạng Anh 2020-2021 diễn ra vào lúc 23:30 ngày 7 tháng 3 năm 2021 trên sân vận động Etihad. Nhận định bóng đá Manchester City gặp Manchester United. Phong độ của Manchester City 5 trận gần nhất. Manchester City đang băng băng về đích ở mùa giải này khi đã qua tới 19 chiến thắng liên tiếp trên mọi mặt trận. Phong độ ấn tượng trên giúp họ đang độc chiếm ngôi đầu bảng khi có được 62 điểm và hơn nhóm bám đuổi phía sau với khoảng cách lên tới 12 điểm. Phong độ của Manchester United 5 trận gần nhất. Về phía đội khách Manchester United, phong độ của họ thời gian qua cũng là rất tốt khi hoàn toàn bất bại ở 5 trận đấu gần nhất trên mọi mặt trận và có được 2 chiến thắng. Họ đang tạm xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng khi có được 50 điểm và kém ngôi đầu khoảng cách là 12 điểm. Soi kèo tài xỉu bóng đá Manchester City gặp Manchester United. Tỷ lệ kèo tài xỉu. Mức kèo tài xỉu mà nhà cái ấn định cho hiệp 1 của trận đấu là 1,25. Người chưa đặt tài sẽ được ăn cược là 2,07 nếu trận đấu ra tài và đặt xỉu sẽ ăn mức 1,70 nếu trận đấu ra xỉu. Mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra cả trận là 2,75. Người chưa đặt tài sẽ ăn mức 1,88 nếu trận đấu ra tài và được ăn xỉu mức 1,90 nếu ra xỉu. Lịch sử đối đầu giữa Manchester City và Manchester United thường xuyên có rất ít bàn thắng được ghi khi ở 5 lần gần nhất hai đội gặp nhau thì có tới 4 trận về xỉu và chỉ 1 trận về tài. Bởi vậy, khả năng kèo tài xỉu sẽ nổ xỉu trong trận đấu sắp tới là rất cao. Cả Man City và Man United đều đang hướng tới chiến thắng ở trận này với mục tiêu của mỗi đội. Với Man City là hướng tới thành tích toàn thắng dài nhất thế giới, còn với Man United thì họ đang hướng tới thành tích bất bại trên sân khách ở mùa này. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà cùng phong độ rất tốt ở thời gian vừa qua, Manchester United sẽ phải chấp nhận thất bại đầu tiên của mình ở mùa giải này trên sân khách. Soi kèo nhà cái châu Á Manchester City gặp Manchester United. Trong trận derby thành Manchester sắp tới, nhà cái châu Á đưa ra mức chấp là 1,0. Manchester City là đội nằm kèo trên và chấp đội khách Manchester United một trái. Man United chỉ cần thắng hoặc hòa là sẽ giúp người chơi thắng kèo. Trong khi Manchester City phải thắng với cách biệt tối thiểu là 1 bàn thì mới có thể giúp các bet thủ ăn cược. Tuy nhiên, nhìn vào những thành tích gần đây của hai đội, có thể thấy Man City với phong độ tuyệt vời của mình hoàn toàn có thể giành chiến thắng thuyết phục. Thế nhưng, mỗi khi đối đầu với các đội bóng trong Big Six, MU chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi. Với các nhận định về thành tích và phong độ gần đây của hai đội, theo tôi, các bet thủ nên đặt cược cho đội chủ nhà Manchester City và kèo xỉu sẽ là sự lựa chọn hoàn toàn hợp lý. Dự đoán tỷ số trận đấu: Manchester City 1, Manchester United 0. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với chúng tôi đến hết video này. Nếu thấy hay đừng quên like, share và subscribe kênh để chúng tôi có thêm động lực ra thêm video mới nhé. Chào thân ái và hẹn gặp lại.